chưa mai con lại gặp má nha. Chưa mai chưa xuống nhà bộ nha. Má kêu mọi người ủng hộ cho con gái đi má. Ủng hộ cho nó mau lấy chồng nha. Kinh quá. Đóng đi xô. Má này má bán để con phụ má nha. Rồi, cho cái gái phụ quá đi nha. Dạ giờ phụ gì má? Lấy muối cho chờ. Ê giờ đúng nói chuyện. Giờ phụ cái gì má? Là sao? Má nhiều má. Mấy bịch muối, hai bịch muối đúng không má? Hai má cũng bằng nhau ghê. Đấy, hai bịch muối, hai cây tăm. Đây. Rồi đây, dạ em gửi chị. Là khách hàng quen thuộc của quán em đây quý anh giả. Free đúng không ạ? Không. Không free, 30 ngàn. 20. 30. Mua 10 ngàn mặc 10 ngàn sắn là 30. 30, 30. Bên giá không vậy? Đây lên giá. Thời buổi giá cả lên lên. Thôi xin lỗi má chứ bán buôn vậy mất khách nha má. Má ơi má. Bán buôn vậy mất khách con trả lại nha. Mua 20 má thu 30 là sao? Lâu lâu rồi đó, con gái cô ra bán. Đó thì chưa lâu lâu con gái mới bán ủng hộ đi 30 ngàn. Trời trời. Đấy má đưa con giữ cái túi tiền cho không mất mà. Thôi má, má lại con. Má xin con luôn. Đây này chị Ngân này. Chị đứng chờ từ nãy giờ này. Ra bia sản phẩm đi chứ. Chị ăn hả? À mua nước ngọt hả? Bố. À bố. Trời đất ơi. Ủa bữa nay má bán nước ngọt luôn hả má? Trời ơi 40 cái. Con quan tâm mẹ ghê luôn. Ủa cái này con đáo quá. Con lấy nha. Chắc chắc đường này tôi quan hai với nó rồi quá. Má yên tâm đi, con bán là đất hàng, bao đất hàng. Má về chuyển rễ kia má. Thằng rễ nào cũng được các thằng bằng. Má bán nâng cả con lên xíu chứ ai sao cũng được rồi sao má. Phải đẹp trai kìa. Chứ xấu trai là má không rẻ đâu. Đúng má hiểu con dễ sợ luôn. Đây đây, cái này bỏ bịch nào má. Cái con mặn nữa. Cái gì vậy trời? Đông canh. Cái này bao nhiêu tiền má? 15 ngàn. Không nhận cái âm giọng của chị Ngân hay nhỉ. Bây giờ chị gọi mẹ coi. Mẹ. Trời, đúng rồi. Đúng là con gái của ta. Dạ, em gì cũng bán trên. Đây này có này là con. Nhiều đất có nhiều trai à con gái. Gái biết giá không? Cái này là 12 ngàn đúng không má? Rồi đây đúng ngay à, đúng là 12 ngàn. Rồi thấy chưa? Con đoán chưa? Chị có cần bọc không? Dạ, cảm ơn chị. Chị ăn trái cây nữa không? Có được. Mình phải mời má uống nước mà phải mời trái cây mới bán được. Chị bây giờ đứng chặn mọi người lại. Chặn hả? Chặn uống á. Đi kia cái anh kìa kìa kìa. Chị ơi, ăn trái cây đi chị. Ăn mua cho vợ ăn trái cây chứ. Ăn. Có đem một mình rồi. Để tự lái rồi được. Hôm nay sao vắng vậy ta? Mọi người chưa ăn cơm xong thì phải. Thôi để bây giờ để con cắt con ăn thử trước nha má. Bây giờ chưa có khách thì mình phải ăn để người ta bán hàng là mình phải ăn để cho người ta thấy mình ăn ngon cái người ta thèm người ta mua. Tay thử tay nào. Đuổi à? Con thần ngột cắt là tay phải đúng không? Thì mình cầm bên này đúng không? À, đó. Thần cầm dao tay này. Anh ăn cái gì vậy? Ủa sao trái cây mà mọi người mua nước nhiều vậy con? Đây, một chân xinh. Anh có lấy bịch không anh? Có lấy bịch bóng không? Cầm luôn. À, 15 ngàn. Ủa, cái này nhà mất kinh tế. Tí nữa mới được. Lấy cao nó mất khách. Khối 109. Chưa ăn gì để chị cắt này. Ăn ăn đu đủ. Ôi, ở đây có ấy rồi cắt ăn rồi ăn đu đủ đi. Ăn đu đủ đi. Đây cái món này là món anh Khương Dừa thích nhất này. Đu đủ này. Đu đủ. Anh Khương Dừa là ăn đu đủ không cần thìa nhá. Tại sao? Cắn không? Anh cắn không mà. Nhìn là thấy bộng thối ra. Đúng là. Ê Kim Ngân dạ.
một spa xử lý cắt xào hay là cắt gì mà cắt chéo khá cồng kềnh. Trời đất ơi, đu đủ vậy là cắn hai miếng à? Người ta cắt làm sao ăn một miếng một thôi chứ. Một pha xử lý má khá cồng kềnh. Má phải tin tưởng vào tay nghề của con. Rồi tí nó mất đi ba bàn tay luôn. Con đi, con mất do được. Thì tại vì chưa có quen lắm, khuyên giả mới học nghề của má được có mấy bữa. Ăn gì nữa? Nha. Ăn gì nữa? Giờ... Ăn nổi không? Ăn nổi không? Chào chị nha, em lên trước. Ăn nổi. Mua thêm đi. Rồi. Bữa nay má đang không có khách mua cho má. Này giống chưa cắt đít mà đã má ơi, mày chết rồi. Ôi trời ơi. Chê gì, cắt đúng rồi còn gì nữa. Ôi là cắt bị khác cho vào đây. Rồi 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 ơi. Làm sao qua mặt được chuyên gia trái cây đang đứng bên cạnh mà. Đáng lẽ nó làm con má mới đúng. Sao lọng cọng thế nhỉ chị? Không phải là sao, không phải là tại sao lọng cọng. Mà bình thường nó cũng như vậy rồi, chị hiểu không? Ý là chị chỉ nói là sao hôm nay nó không được thẳng thiu như trước thôi. Không phải đâu, không phải đâu. Tại vì ổ này nó hơi cứng á. Đấy, nhưng mà mình cắt thì còn sát còn nữa mà. Đó, sau này ai mà lấy được chị Ngân chắc sướng cái này đó, thấy chưa? Đó, đây, búa xuống luôn, chặt luôn. Chặt nữa từ 8 giờ sáng. Chặt luôn. Gọi là ăn cơm xong mà mẹ chồng nó Ngân ơi đi cắt cho mẹ dế, gọt cho mẹ dế trái cây đi. Ba đào gọt xong thấy cả nhà đi ngủ luôn. Rồi đó. Đây, à đây này, đây khách hàng ưu tú này. Đi đây quý vị nhà, đây là chị Mến. À chị Mến, ai bán vậy? Em bán, con gái má bữa nay mới xuất hiện này, mua đi em miễn phí cho. Không biết mua đi em tặng thêm cho miễn phí được rồi. Ăn gì? Mấy món mặn đi. Mặn hả? Mày ăn gì vậy? Ăn mặn, ăn nổi. Dạ thơm, em có mặn rồi. Má ơi, một chị mua bao nhiêu? Thơm hoài. Móc hầu bao. Thôi lấy cho miếng thơm đi. À. Miếng thơm hả? Đây, để em nhá. Củ xanh. Em thơm cho. Có lấy mặn không? Đó. Một miếng thơm này, một củ mặn hả? Bao nhiêu tiền? Một củ mặn. Miếng lấy làm vậy? Trời ơi, dùng từ kia một củ mặn à? Bạn ăn miếng lấy làm vậy bạn ăn? Thì em cứ lấy đi, xong rồi má em cũng tiền. Con gái bán gì cũng có một củ má. Cứ nhìn hàng kiếm tiền thôi. Cái này không cắt mà nó cắt đôi luôn. Cắt đôi. Trời ơi. Chuyên nghiệp ghê. Khá là. Cái này có cắt cái đầu này không má? Hỏi luôn hả? Cắt đôi. Đấu hai chục mạch. Chuyên nghiệp quá. Anh thấy chuyên nghiệp chưa? Đó. Đây đây con cắt cho má. Má cứ nghỉ ngơi đi. Ba cái chuyện này. Nhẹ đi. Đó. Bộ này dễ hơn. Rồi mến tổng bao nhiêu vậy má ơi? Chị mến tính tiền. Nói chung là bọn em qua đây kêu chị lại đây là chỉ để gọi là chị là kế toán mà. Chị phải thanh toán cho nhân viên đi chứ. Ừ. Tổng thiệt hại bao nhiêu? Tổng thiệt hại. Tổng thiệt hại là bao nhiêu ơi? Hôm qua chị Mến kêu ngày sinh nhật nên là tặng trái cây cho. Rồi bao nhiêu mà? Em cảm ơn chị Mến trước nha. Tổng thiệt hại hết rồi là hết 60 á. 60 con Mến. Tổng thiệt hại. Chết rồi. Cái gì thấy bị gài rồi. Bây giờ trước hàng vạn quý khán giả chị không? Đó, tối nó gà. Tấu hài. Thôi còn 50, chỉnh đi nút 50 nghề. Tấu hài. 60 nghề ơi. Mày 60 mà tao mua con vật à? Đúng bây giờ. Thôi đùa ấy. Đây. Chị ăn gì chị? Bao nhiêu? Ăn gì 20.000 đây má. Rồi đây, cảm ơn chị em. Muối. Khỏi lấy muối. Không quay. Tâm luôn nè. Bye bye. Cảm ơn nha. Mình làm không tin. Ê, để thân em ấy nha. Rồi. Đây quý khán giả, má em bán ở trên địa chỉ 177 Phan Chu Trinh, phường 13, quận Bình Thạnh. Quý vị khán giả hãy ủng hộ cho má. Tính nhà là công ty luôn á. Ai biết, đây má, đây nguyên địa bàn này là của má hết. Hai chai sạch tinh đúng không chị? Dạ. Thế mọi người thích uống sạch tinh nhỉ? Bán hàng mà nói chuyện mọi người thích uống sạch tinh nhỉ? Mọi người phải uống thì má mới bán được chứ. Lâu lắm rồi không uống sạch tinh.
Đúng, má đây con lấy cho. Rồi. Ủa má, bình thường một tủ này bán được chừng mấy giờ thì hết má? 3 giờ hả? Má ở đây là má độc quyền luôn nha quý vị khán giả. Độc quyền trên con đường dài hơn 2 cây số. Đây là quảng cáo trái cây này. Đó bây giờ đang con gái của hai. Đây mời mọi người ăn đi nhấm. Ăn mấy giờ rồi? Bình thường má lấy cái cây này là lấy lúc mấy giờ má? Hay 4 giờ sáng. 4 giờ sáng vậy hả? Ủa má đi lấy hay là người ta giao tới? Đi lấy ngoài chợ luôn đúng không ạ? Về cái bên rồi về nó chở ở đây. Nhưng mà xe này má để ở đây luôn đâu chứ đâu mang đi đâu. Má đi, đi từ nhà qua đây hết bao nhiêu phút? Không mấy phút. Đi đâu có đi lẹ đâu. Đi lúc nào đi cũng chậm. Ủa là trước mà má đi bộ hay là đi xe? Trước đi bộ, đẩy xe qua đây là đi bộ cả tiếng không nữa. Nhưng mà giờ đi xe bắt bắt ráp đi hả? Không, cũng đi xe máy chứ ráp điện theo chuyện về đổi. À má có đi xe máy để ở đây gửi đây luôn. Má là xuất hiện trên kênh clip của anh Điền đối với giá. Từ ngày công ty chuyển qua đây là má qua đây bán luôn. Ngày trước ở 121 Hoàng Hoa Thám Bình Thạnh đó, má đã bán ở bên đó rồi. Ăn nhiều con lẹo lưỡi. Nhưng mà công ty em cái rất là thích ăn trái cây, nên là may có má qua đây bán thì mới là được ăn trái cây hàng ngày, chứ không là không biết mua ở đâu. Tại vì xung quanh đây không có chỗ nào bán hết trơn á. Thôi mà bán đi đi nha. Con xin phép con đi lên đây. Chưa mai con lại gặp má nha. Chưa mai nhớ xuống nhà bộ nha. Má kêu mọi người ủng hộ cho con gái đi má. Ủng hộ cho nó mau lấy chồng nha. Ủng hộ đăng ký. Ủng hộ cho lấy chồng. Cảm ơn má. Trời. Bye bye má, tạm biệt mọi người.